Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay 29 tháng 6, tại hồ nước nhỏ nằm trong khuôn viên đình làng Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một số người dân đi tập thể dục phát hiện thi thể một phụ nữ nổi lập lờ trên mặt nước nên đã báo cáo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ và tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân là một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc quần short, đi giày thể thao, trên người vẫn đeo túi. Tại hiện trường, cơ quan công an cũng đã tìm thấy điện thoại di động của nạn nhân. Vụ việc khiến hàng trăm người hiếu kỳ tập trung tại sân đình theo dõi. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.